Các cường quốc Tây Phương hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc mở phiên họp mới về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên, quốc gia bị tố cáo về những hành động tàn bạo nhất trên thế giới. Mỹ và 8 đồng minh yêu cầu mở phiên họp theo một thông cáo do phái bộ Washington ở Liên Hiệp Quốc phổ biến hôm 3 tháng 12. Hội đồng Bảo an hồi năm ngoái đã đưa vấn đề nhân quyền của Bắc Triều Tiên vào nghị trình với sự phản đối của hai thành viên thường trực là Nga và Trung Quốc. Bắc Triều Tiên phủ nhận tố cáo vi phạm nhân quyền và bác bỏ hành động của Hội đồng Bảo an như là một sự can thiệp bất xứng của nước ngoài. Bình Nhưỡng chưa phản ứng trước đề nghị mở phiên họp mới lần này.